Cho đến thời điểm hiện tại, có một loài thằn lằn được coi là loài thằn lằn trên cạn lớn nhất từng được biết đến, đóng vai trò quan trọng trong lịch sử tiến hóa của thế giới chúng ta. Xét đến sự khổng lồ và khả năng săn mồi của mình, nó có thể là loài săn mồi đỉnh cao trong môi trường sống của nó. Nó đủ mạnh để chế ngự được cả những loài thú có túi lớn nhất. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết hơn, thảo luận về các đặc điểm độc đáo, nơi sống, hành vi và ý nghĩa của sinh vật học của Megalania. Loài thằn lằn được xem là tổ tiên của rồng Komodo như thế nào nhé? Hãy ấn like, subscribe ủng hộ Wondraxa, rồi chúng ta cùng đến với những nội dung chính của video ngày hôm nay thôi nào. Trước khi đi sâu vào chi tiết, chúng ta phải đề cập rằng thuật ngữ Megalania hiện chỉ được coi là tên gọi thông thường và sinh vật này có tên khoa học là Varanus riscus. Nó là một loài thằn lằn khổng lồ đã tuyệt chủng, một phần của quần thể sinh vật lỏng lớn sinh sống ở Úc trong thế Pleistocene. Đây là loài thằn lằn trên cạn lớn nhất từng tồn tại, nhưng bản chất rời rạc của những gì sót lại của hóa thạch lại khiến cho ước tính trở nên rất không chắc chắn. Hiện nay, có khá nhiều nhà khoa học cho rằng Megalania có những đặc điểm tương tự như rồng Komodo, có danh pháp khoa học là Varanus komodoensis. Hóa thạch sớm nhất còn sót lại của nó có niên đại khoảng 50.000 năm trước. Những người định cư bản địa đầu tiên của Úc có thể đã gặp phải Megalania và là một trong yếu tố dẫn đến sự tuyệt chủng của chính nó. Mặc dù ban đầu Megalania được coi là thành viên duy nhất của chi có tên là Megalania, ngày nay nó được coi là thành viên của chi Varanus, có quan hệ họ hàng gần với các loài thằn lằn khác của Úc. Sir Richard Owen đã mô tả những mẫu vật đầu tiên được biết đến của Megalania vào năm 1859. Từ ba đốt sống trong bộ sưu tập chủ yếu là xương thú có túi do bảo tàng Anh mua và thu thập từ lòng của một nhánh sông Condamine phía tây vịnh Moreton ở miền đông nước Úc. Cái tên Megalania prisca được Owen đặt ra trong bài báo cáo, có nghĩa là kẻ lang thang vĩ đại cổ đại. Cái tên được chọn để ám chỉ bản chất sống trên cạn của loài saurian vĩ đại. Owen đã sử dụng một biến thể của từ Hy Lạp mà tôi không biết đọc nên tôi để nó trên màn hình cho các ông đọc. Dịch nghĩa ra là tôi lang thang. Theo ghi chép thì vì nó tương đồng với từ tiếng Latin Ladia, giống cái của đồ tể, đã dẫn đến nhiều mô tả phổ biến và phân loại học về Megalania, dịch sai tên thành đồ tể khổng lồ cổ đại. Megalania không còn được coi là một chi hợp lệ nữa, với nhiều tác giả thích coi nó là từ đồng nghĩa cấp dưới của Varanus, bao gồm tất cả các loài thằn lằn Monitor còn sống. Vì các chi Megalania và Varanus lần lượt là giống cái và giống đực, nên các tên cụ thể đồng ý, Prisca là giống cái và Priscus là giống đực. Megalania được bao gồm trong Varanus vì hình thái của nó cho thấy rằng nó có quan hệ họ hàng gần với một số loài Varanus so với các loài khác. Do đó, việc loại trừ Varanus riscus khỏi Varanus khiến chi sâu trở thành một nhóm không tự nhiên. Rob Mauner đã lưu ý vào năm 2004 rằng ngay cả khi một loài trong chi Varanus được chia thành các nhóm hiện đại được chỉ định là phân chi, Varanus riscus vẫn sẽ được phân loại trong chi Varanus vì đây là tên phân chi hiện tại, cũng như tên chi cho tất cả các loài kỳ đà Úc, trừ khi các loài kỳ đà Úc khác cũng được phân loại thành chi riêng của chúng. Megalania sẽ không phải là một tên. Megalania sẽ không phải là một tên chi hợp lệ. Tuy nhiên, Mauner lưu ý rằng Megalania phù hợp để sử dụng như một cái tên bản địa thay vì tên khoa học cho loài Varanus riscus. Mõm của Megalania được trang bị một màu đặc biệt tương tự như màu được biết đến ở chi Varanus giganteus. Mõm cũng có một lớp xương vảy mọc từ da và kéo dài đến gáy và những chiếc răng khá sắc nhọn. Megalania cũng có lưỡi chẻ đôi giống như các loài thằn lằn Monitor khác và có đuôi dài, móng. Tóm lại, nó giống với loài hiện đại, ngoài trừ việc nó lớn hơn và tỷ lệ cơ thể có đôi chút khác biệt. Ví dụ, xương cánh tay trên có thể rộng đáng kể ở phần cuối. Ngược lại, thằn lằn Monitor còn tồn tại có phần cuối xa, của xương cánh tay trên rộng bằng phần cuối gần. Ngoài ra, Megalania còn có khác biệt với loài Varanus khác ở hình dạng răng. Chính xác hơn, chúng cong hơn và được thay thế ở tần số khác. Nhiều nghiên cứu tập trung vào việc xác định kích thước của chúng. Đây là đặc điểm nổi bật nhất của loài này. Tuy nhiên, vì thiếu bộ xương hoàn chỉnh nên ước tính về kích thước chưa bao giờ được xác nhận. Ước tính dựa trên sự so sánh giữa Megalania và Varanus komodoensis cho thấy chiều dài là 2,2 đến 2,4 mét. Mặc dù đây là những con số trung bình và không bao gồm đuôi, các ước tính khác cho thấy chiều dài là 2,6 đến 2,7 mét và 4,5 mét. Chiếc đuôi sẽ kéo dài thêm 1/2 đến 1/3 chiều dài cơ thể của Megalania. Như vậy, nếu một cá thể có chiều dài cơ thể là 4,5 mét thì phần đuôi sẽ dài thêm khoảng 2 đến 2,5 mét và tổng chiều dài sẽ rơi vào khoảng 7 mét. Tuy nhiên, vì hình thái đuôi của Megalania vẫn chưa được biết rõ nên những con số này có thể hơi khác một chút. Trọng lượng ban đầu được ước tính ở mức 600 đến 620 kg, sau đó giảm xuống còn 91 đến 158 kg và sau đó thay đổi thành 575 kg.
Tất nhiên, số lượng trọng lượng được đề xuất phụ thuộc vào số lượng chiều dài được đề xuất. Nếu một nhà khoa học lập luận rằng Megalania chỉ dài 4,5m chứ không phải là 7m, thì con số về trọng lượng sẽ thấp hơn. Bạn có thể tưởng tượng rằng ước tính dựa trên chiều dài 7m cho ra trọng lượng 1,9 tấn không? Tóm lại, tất cả những con số này đều khá khó hiểu và cuối cùng, không ai chắc chắn Megalania dài bao nhiêu. Có một khoảng cách đáng kể giữa ước tính này và những phát hiện của sinh vật học trong tương lai là điều cần thiết để thỏa mãn sự tò mò của tất cả chúng ta. Là một loài thằn lằn Boditer nên Megalania sinh sản bằng cách đẻ trứng. Do đó, không có sự phát triển phôi thai nào xảy ra bên trong cơ thể con cái. Nó đẻ từ 7 đến 38 trứng trên mặt đất hoặc trong hốc cây. Nếu đẻ trên mặt đất, trứng sẽ được phủ đầy đất. Rồng Komodo thường được so sánh với Megalania, được biết đến là đã thích nghi với hình thức sinh sản đơn tính, một dạng sinh sản vô tính, mặc dù những trường hợp này rất hiếm. Vì vậy, chúng ta không thể loại trừ khả năng Megalania cũng có thể có hành vi sinh sản này. Rồng Komodo đực được biết đến là có hành vi tranh giành con cái và lãnh thổ, trong khi con cái lại có xu hướng chống lại việc giao phối. Thời gian ấp trứng của rồng Komodo kéo dài từ 7 đến 8 tháng. Những con non mới sinh ra không có khả năng tự vệ, do đó cần có sự bảo vệ của cha mẹ. Mặc dù vậy, nhưng ở thời điểm hiện tại, chúng ta vẫn chưa biết liệu hành vi sinh sản này của rồng Komodo có giống với Megalania hay không. Tốc độ tăng trưởng và tuổi thọ của thằn lằn Boditer cũng khác nhau giữa các loài. Vì có rất ít nghiên cứu đề cập đến khía cạnh này liên quan đến Megalania, nên chúng ta chưa có được câu trả lời rõ ràng. Như đã nói thì Megalania là một loài động vật sống trên cạn và có lẽ là một loài săn mồi rất giỏi. Ngoài các chi chắc khỏe và răng sắc nhọn, Megalania có thể có tuyến tiết độc tố bên trong hàm. Các tuyến này tiết ra một loại độc cọc mạnh có chứa độc tố máu, có tác dụng như chất chống đông máu khi vào máu, do đó làm tăng tốc độ chảy máu ở vết thương do Megalania gây ra. Đồng thời, huyết áp của con mồi bị khuất phục sẽ tăng lên. Nếu thực sự Megalania có tuyến độc tố thì nó sẽ là loài động vật có xương sống có độc lập lớn nhất trên thế giới. Các nghiên cứu cho thấy Megalania có thể đóng vai trò sinh thái quan trọng ở Úc vào thế Pleistocene, lấp đầy thành phần động vật ăn thịt còn thiếu trong quần thể động vật lớn của lục địa này. Trong khi một số người cho rằng đây là một trong những loài ăn thịt lớn nhất của hệ thống động vật lớn ở Úc, hoặc thậm chí là loài ăn thịt đỉnh cao. Những người khác lại không chấp nhận lý thuyết này. Megalania có thể săn những con mồi có kích thước trung bình đến lớn. Con mồi của Megalania là Diplodocus, một loài thú có túi đã tuyệt chủng ở Úc vào thế Pleistocene. Giống như Megalania, Diplodocus là loài lớn nhất cùng loại, cao từ 1,6 đến 1,8m tính đến vai và dài 2,75 đến 3,4m. Loài thú có túi lớn này được cho là khá khó để chế ngự. Vì vậy, nếu Megalania thành công trong việc này thì chắc chắn đây là một loài săn mồi hung dữ và độc lập của nó có tác dụng rất lớn. Mặc dù có đủ các yếu tố để trở thành loài săn mồi mạnh nhất trong môi trường sống của nó, nhưng Megalania lại khá chậm chạp. Tốc độ chảy nước rút chỉ đạt từ 2,6 đến 3 m trên giây, hoặc 9,4 đến 10,8 km trên giờ. Nếu Megalania có lửa chẻ đôi điển hình như thằn lằn Boditer, thì chúng dùng lửa đi ngửi môi trường xung quanh, lửa thu thập các phân tử không khí và truyền chúng đến cơ quan cảm giác của nó. Trong thế Pleistocene, Úc là nơi sinh sống của nhiều loài chim lớn, bò sát và động vật có vú. Vì vậy, Megalania có thể đã chia sẻ môi trường sống của mình với những sinh vật sâu. Nhiều loài trong số đó vẫn còn sống như chuột túi đỏ, chuột túi sáng phương đông, chuột túi Antilopidae. Hơn 20 loài thú có túi khác hiện đã tuyệt chủng, bao gồm Diplodocus và Balochis, động vật có vú như Abdurodon và Moreglossus. Mặc dù vùng đất này chắc chắn có nhiều loài động vật lớn, nhưng có rất ít bằng chứng xác nhận loài nào đã tiếp xúc với Megalania. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng loài thằn lằn khổng lồ này săn bắt các loài động vật có kích thước trung bình đến lớn, bao gồm các loài thú có túi như Diplodocus mình đã nói bên trên. Vì Megalania thường được coi là loài săn mồi đỉnh cao trong môi trường sống của nó, nên người ta vẫn chưa biết liệu nó có bất kỳ loài săn mồi nào hay không. Tuy nhiên, cá sấu Wincania cũng là một loài săn mồi mạnh mẽ và có thể đã cạnh tranh với Megalania. Mối liên hệ giữa Megalania và tổ dân Úc được cho là đã truyền cảm hứng cho sự xuất hiện của sinh vật thần thoại đáng sợ, được gọi là Huey. Người ta cho rằng nó trông giống như một con thằn lằn dài khoảng 7 mét. Tuy nhiên, nó có 6 chân thay vì 4 chân và có đầu hình con ếch. Huey rất mạnh và hung dữ đến mức nó có thể ăn thịt cả một bộ tộc chỉ sau một bữa ăn. Đây không phải là nền văn hóa duy nhất lấy Megalania làm nguồn cảm hứng.
nhiều phim tài liệu và sách tập trung vào việc mô tả chi tiết về sinh vật này. Hơn nữa, có thể chiêm ngưỡng bộ xương tái tạo của Megalania tại bảo tàng Victoria. Ngoài ra, Megalania cũng có thể được nhìn thấy trong các sản phẩm truyền thông như Megabits, quái vật khổng lồ Jeff Goins, Lost Tabes, từ game Jurassic Park Builder hay trong Ark Survival. Megalania cũng là một sinh vật quan trọng trong vũ trụ khoa học. Phát hiện này đã thu hút sự quan tâm của các nhà cổ sinh vật học và học giả trên khắp thế giới. Xét đến khả năng loài Megalania có thể là loài ăn thịt đầu bảng ở Úc trong thế Pleistocene, việc phát hiện ra nó đã đánh dấu bước ngoặt trong việc tìm hiểu về thời tiền sử của thế giới chúng ta và cách nó định hình nên hệ động vật của Úc ngày nay. Hơn nữa, Megalania có thể là một trong số ít sinh vật có tương tác với những khu định cư đầu tiên của con người. Do đó, tầm quan trọng của nó trong lịch sử tiến hóa của thế giới chúng ta là không thể bàn cãi. Vừa rồi là những phân tích về Megalania, một sinh vật được xem là tổ tiên của rồng Komodo từ Ultraxe chúng mình. Các bạn thấy sao về cả đây? Hãy bình luận chia sẻ bên dưới cho chúng mình biết nhé! Nếu các bạn yêu thích series phân tích các sinh vật tiền sử, thì có thể tìm xem playlist hồ sơ cổ sinh vật mình gắn ở phần mô tả nhé! Nếu thấy video này hữu ích, hãy để lại một like, subscribe cũng như ấn chuông để không bỏ lỡ những video thú vị khác của chúng mình trong tương lai. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ nhá, Megalania không phải danh pháp khoa học, mà Varanus Riscus mới là đúng nha bà con ơi.